Chào tất cả bố mẹ và các con. Hôm nay thì cũng đã sắp kết thúc tháng 12 rồi đấy. Thực ra là mới bắt đầu nhưng mà với các bạn thì sẽ rất nhanh. Chúng mình đã đồng hành với nhau được gần hết một học kỳ một rồi. Và đến cái giai đoạn nước rút này thì có khá nhiều vấn đề mà em nghĩ là các con còn gặp phải. Đặc biệt là sẽ gặp khó khăn nhất trong phần tập làm văn. Thế nên là dù trong cấu trúc đề thi thì tập làm văn sẽ là phần cuối, nhưng trong buổi livestream ngày hôm nay thì em sẽ đảo nó lên và hướng dẫn các bạn phần tập làm văn trước để các con có thêm thời gian ôn tập nhiều hơn. Và đến ngày 17 tháng 12 thì sẽ dành thêm một buổi nữa để livestream về cách đọc hiểu văn bản cũng như là ôn tập một số kiến thức về phần luyện từ và câu cho các con. Nếu như bố mẹ nào mà còn băn khoăn về cấu trúc đề thi chẳng hạn hoặc một số đề minh họa ở phần cuối học kỳ 1 này thì có thể để lại email, em sẽ gửi những cái kiến thức cơ bản và một số đề thi minh họa để cho các con làm quen dần với phần này. Bố mẹ có thể cùng các bạn ấy chia sẻ để cùng các con nói chuyện cùng với em trực tiếp luôn. Thì có lẽ là khi nghe giữa hai cô trò nói chuyện như thế này thì các bạn ấy sẽ ghi nhớ có thể là tốt hơn so với việc là sẽ truyền đạt lại. Thì ở phần tiếng Việt, em sẽ chủ yếu hướng dẫn hôm nay là phần tiếng Việt lớp 5 trước nha. Nhưng mà phần kỹ năng về, thực ra là kỹ năng về tập làm văn ấy, viết cách viết câu tạo thành đoạn rồi tạo thành bài tập làm văn thì các lớp lớp 4 nó cũng khá là giống nhưng mà các chủ đề nó khác nhau một chút thôi. Thì lớp 5 sẽ là lớp mà tổng hợp lại các dạng bài cơ bản của chương trình tập làm văn lớp 4. Thì các bạn ấy đã được học về phần tập làm văn chủ yếu là văn miêu tả, văn kể chuyện. Thì hôm nay mình sẽ làm rõ về phần văn miêu tả nhiều hơn, cũng là phần mà các bạn ấy gặp khó khăn nhiều nhất ạ. Thì phần văn miêu tả ở nếu như ở giữa học kỳ ấy, là các bạn ấy chủ yếu làm về văn tả cảnh thì đến cuối học kỳ của chương trình tiếng Việt lớp 5 sẽ là văn tả người. Và nếu bạn nào đã từng học em rồi thì đều được sử dụng cái sơ đồ tư duy để nhớ ghi nhớ lại, đó là trong văn miêu tả thì sẽ có tả cảnh này, tả người và tả vật. Tả vật thì lớp 4 hiện tại là đang học đúng không ạ? Và chương trình cuối học kỳ này, cuối học kỳ 1 của chương trình lớp 4 thì sẽ học rất nhiều về tả vật. Còn tả cảnh và tả người thì vẫn sẽ đang xem kỳ lớp 5 thì sẽ là kỳ 2 ôn tập lại phần đấy. Hôm nay mình sẽ làm về tả người. Thì tả người các bạn nhớ cho cô là có thể chia ra tả tả người về chân dung và tả người hoạt động, nhưng hầu hết là trong các đề bài tả người thì sẽ có sự kết hợp giữa kiểu bài này, đó là tả người có cả chân dung và cả cả hoạt động. Khó khăn nhất em nghĩ với phần văn miêu tả ấy, đó là các con ít có cái trải nghiệm, ít có cái sự quan sát thực tế. Bởi vì với em dạy văn cho các bạn ấy từ xưa đến nay thì các con cũng sẽ biết là văn mình phải khơi gợi được cái cảm xúc cho các bạn ấy đã, và có cảm xúc thì các con viết ra được những cái điều mình suy nghĩ, viết ra được những cái bản thân mình, cảm xúc của bản thân mình. Và giáo viên sẽ là người từ những cái cảm xúc ấy rèn luyện nó, rèn luyện những cái khi các bạn ấy viết ra thành câu văn rồi, mình sẽ là người rèn luyện những cái câu văn ấy làm sao để có câu văn hay. Thì trong phần tả người, cái mà em mong muốn đầu tiên đó là các bạn ấy được trực tiếp quan sát. Khi mà quan sát rồi thì những cái nội dung như là về hình dáng như thế nào, về mái tóc